Này hướng dẫn ráp tờ cho Shira 3000 nha. Shira 3000 ráp thì xẻo bớt hai này đi. Xẻo hai cái đầu đi. Cắt hai cái đầu đi. Cho nó vuông góc luôn. Rồi thả cái tờ vô là được ha. Rồi bắt đầu cắt nha. Anh em đi ráp lưu động nhưng bị cắt đây. Shira 3000. Cắt bỏ hai cái đầu đó nha. Rồi cắt đứt nó ra như vậy là được ha. Cắt rớt xuống nè, cắt rớt xuống rồi mài đi. Cắt cho nó vuông góc thì thôi là mài đi. Mày bằng nó thả vô thôi. Ok, rồi chạy đi anh ơi, vô vô anh. Cắt xong mài cho nó bằng. Mài bằng. Mài cho bằng vuông chứ. Cắt xong là mài bằng nha. Nó mài cho nó đừng có cộm cái phần này lên. Mài cho nó đó. Mài mất đi. Cái này đúng là phải cắt bớt đây nè, nhưng mà chủ nhà ta không có chịu. Thì khi lắp vô là cái tờ nó sẽ bị dài ha. Còn nếu cắt bớt khúc đi thì cái tờ nó sẽ gọn đẹp hơn. Ok, thì theo sở thích mọi người nha. Cái này lưu ý con lăn nha. Ví dụ giờ cái háng này của mình là đo nè 34.5. Háng này 34.5 nè. Thì mình phải làm cái độ rộng của cái ống chỉ này ở dưới 34. Đó, cái này làm có 33 nè, nó nhỏ 1/5 ly dựng được, nhưng mà nó nhỏ hơn. Cái này phải nhỏ hơn, mỗi 1/1 nha, cái này 33 thấy không. Còn cái này nó đang 34.5 nè. Nó nhỏ hơn 34.5 là được, thì nó mới lọt cái đây, chú ý nha. Con lăn xong rồi đó. Này bộ con lăn nha, hàng xong hết con lăn mới dựng vô. Bây giờ mình sẽ bê nguyên cái khung này mình thả vô đây à, nhớ nha, cái độ rộng từ đây qua đây nó phải nhỏ hơn cái độ rộng từ đây qua đây, từ 5 ly đến 1/1 là được. Ok nè, bê nguyên cái khung thả vô cái u này trước hả nè, thả vô thôi nha. Bê nguyên khung thả vô, lưu ý nha, cái con lăn trong nó phải hở với hai cái dắt, hai bên đều hở nè, hở so dắt nè thì nó mới xây cái con lăn này được ha. Nó xây nhẹ nhàng ha. Rồi cái hai là mình canh nó đều, đo đều hai bên ha, hai bên đều đều. Ví dụ như bên này là 21 ly, 21 phân, là bên kia có 21 phân. Rồi độ rộng của nó cũng vậy luôn, độ rộng của nó thằng này là, ví dụ thằng này là 34.5, thì thằng dưới này mình thấy 34.5 ha, nó như nhau hết nha, độ rộng nó phải như nhau mới được. Độ rộng của cái độ rộng của cái tời đó nó phải rộng hơn cái độ rộng của cái ô này. Thằng này 345 nè, thấy không? Thì mình phải làm độ rộng của con kia là 347 hoặc 348. 345 nè. Ha, làm cái độ rộng hả vô cái độ rộng của con này. Này 345. Thì này mình sẽ làm này là 348 hoặc 347 là nó lọt, miễn sao nó lọt là được. Này cả nhà xem nè, có 347 nè. Đó, 2 ly là xỉn rồi. Ok, làm thế đó nha. Sau khi mình thả vô mình canh cho nó ngay ngắn. Thằng nó vuông theo cái hình này ha, nó vuông. Hàng thẳng thẳng nha hết. Không được hàng nha, canh cho ngay ngắn hết là chưa có hàng này. Sau khi ok hết mới được hàng nha. Đơn giản thôi. Xoay thử cái lăn cho nè, đó, lăn là được. Cứ cầm tay mà quay là được. Cái cốt này không gì nó ra được, sẽ có đồ hở tí xíu cho nó chạy qua như vậy. Ok, sau khi vậy xong là mình sẽ hàng cứng thôi. Tiếp theo là hàng kia vô nè, kia trên kia dưới à, cắt cái kia này nè, kia dưới cho nó cứng mà nó đẹp nè à. Nhớ lúc này phải có đồ hở cho nó nha, kia trên kia dưới à, bên này là kia dưới nè, cho thêm miếng kia trên này vô nè. À, vậy ở đây hàng hàng nó là hình đẹp thôi. Ok nha. Tiếp tục chơi nha. Ở trên kia dưới nha. Bắt chưa, hàng nó cứng rồi đẹp. Đó, giờ canh cho nó ngay. Canh cho nó ngay đi rồi hàng thôi. Đó. Chỉnh cho nó đều đi đó chứ hai hai. Ok, cục cây ở phía trước rồi mà chỉnh cho nó đều thôi. Chỉnh cho nó đều là hàng vậy thôi. Bây giờ cho vô đó 3.000 hàng cầu đó. Đúng rồi đó, nó chỉnh cho đều đi.
rồi giờ chỉnh rồi đó, đó cho nó bằng hai bên bằng nhau. Đó. Cái độ hở, cái độ chiều cao đó kìa. Cái chiều cao cho lên chứ cho xuống hả? À? Cái đầu ngoài này hơi ngóc rồi, rồi. Cho cái đầu ngoài này cho. Hả? Giờ chứ thích cao thấp gì cứ chỉnh thôi hàng thôi. Chỉnh cho nó ngang ngắn là hàng hai đường hai bên nữa là xong. Ok. Rồi, quốc. Nghe vậy. Thầy quá. Đắp đồ đồn cho ông chú bùa đắp ơ nha. Ừ. Thì phải dục ngoài kia không đem lại được. Ngoài quốc. Được chưa? Sát luôn. Sát cho đổi cho sát cho luôn. Đổi tay cho bố. Ừ đổi sát cho luôn. Sát cho luôn. Sát lại luôn, sát luôn mới được. Dùng cây quýnh nha cả nhà nha. Cây đập nó vô. 10 gió làm cực quá. Mới mà mưa xong, quá dơ. Rồi bắt ốc cho luôn rồi xong. Siêu ra 3.000 hai cầu, rắp tời. Rắp lưu động hơi chua. Khỏe quá. Cần đợi ủng hộ em nha. Test tời Sura 3.000 hai cầu. Hay quá bố ơi. Tiếp chưa. Quá phê. Trời mưa tầm tã. Rất tồi ngay cái ngày mưa phê quá cả nhà ơi. Nhìn thấy cái chân của em nè. Chết rồi. Kéo căng cho nó chơi nhấp sát vô. Bỏ chỗ này nha. Để cho gọn. Nghe ra tay. Sura 3.000 hai cầu. Ôi, trả lại. Trả lại cho ông gỡ rồi cáp ơi. Trả lại. Ôi. Bố không có chịu coi cho kỹ vô là chết rồi. Đá nữa. Rồi rồi vô lại đây. Rồi vô. Rồi lên ra đây. Bố tập trung quan sát vô đây. Nó đi cho nó đẹp. Cầm nó chắc vô. Ok, cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ nha. Em vô cáp lên xong rồi nè. Em ở nhà bây giờ tiếp theo. Giờ vô cáp cho thông của bộ tời này. Em về đang mưa quá mưa rồi. Cần tờ liên hệ em nha, 0978994833 để Bình Phước chi phân phối độc quyền tờ Hy Lực toàn quốc. Làm biến đi đắp lao động mưa gió mạnh quá rồi.